Và các bạn có thấy kích thích không ạ? Alo.
Vâng, và như vậy chúng ta có thể thấy rằng phút thứ 19, game thủ Gunny anh đã phải thốt lên một câu rằng không thể hiểu nổi tại sao chúng mày có thể thông được cánh phút thứ 19 nữa. Một người chém khỏe như Gunny bây giờ anh cũng đang phải, vâng, đang phải có những thật sự là những cái sự ngạc nhiên quá lớn ở trong trận đấu này. Kinh hồn. Vâng, chém 3 nhà phút thứ 19 quá đơn giản. Có lẽ chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo thôi. Tỷ số bây giờ là bao nhiêu? 2-1 thì phải. Vâng, Phonesian đến từ game thủ viên lớp lên sớm xong hoảng. Chim sẻ dâng lờ cầm choi son chém chết phô, một bài phô lên sớm nhất bản đồ. Nhà khung kín các kiểu vẫn chết.